bốn con mắt kháng chân rồi lặn xuống. Kề bên, kề bên. Bốn con mắt kế bên. Đã. Em ơi, em đâu rồi? Mà sao không thấy em? Đây. Một cặp nữa nghe cô chú anh chị. Ít cái cũng bành kì. Vợ chồng miền Tây mến chào đến cô chú anh chị. Thì bữa nay nên ra đi dò đồng. Dò đồng được cái chỗ đồng này đang lên nước này chào cô chú anh chị. Đằng sau núi Sam ha. Cái tượng Phật người ta làm được nhiều kìa. Đó. Đó, cô chú anh chị thấy không? Thấy tượng Phật không? Tượng Phật ở núi Sam đó cô chú anh chị. Người ta làm được bao nhiêu đó. Này phong cảnh chiều quá cô chú anh chị. Thì đồng này người ta đã sớ chân nè. Người ta đang lên nước thì tối nay nên sẽ vô đây nên chiến ếch cô chú anh chị. Mùa này thì mùa nghịch rồi, nhưng mà không biết thì nên không biết làm sao thôi, nhưng mà tối nay nên sẽ vô đây thử chiến ếch. Tại đồng này coi nên biết thì cũng có ếch im lắm. Đó. Này người ta lên nước đâu bữa trước rồi. Phải nên hay sớm là im quá. Ta lên đâu hôm qua có mấy miếng nước nhiều rồi nè, phải nên biết sớm là nên vô đây sớm nên chiến ếch bữa đầu tiên là im là ngon luôn. Phong cảnh chiều núi Sam à, ta đang lên nước, máy đang chạy trong đó một cái với dách bình đó một cái rồi với chồng nữa chạy tới mấy máy lần. Mấy chỗ này mới có nước nè. Thì tối nay nên sẽ hy vọng tối nay sẽ có lý của chú anh chị. Nên coi kiếm chỗ nào mà cục ếch im á thì nên sẽ túc ha. Nên vừa túc vừa bắt luôn. Rồi thì nên hẹn cô chú anh chị lại tối nay ha. Tối nay mong rằng cái đồng này sẽ có lý ha cô chú anh chị. Mình mới phát hiện được một con đầu tiên của chú anh chị nè. Giờ này thì cũng 12 giờ rồi, đầu nên ra bắt ha. Đó. Nhưng mà mùa này làm như nó nhát của chú anh chị. Mình thấy nó ngồi bờ đê hôm nãy giờ nè, này ếch đực ha. Một con đầu tiên ếch đực cũng bự của chú anh chị. Rồi hồi gì mà nó phóng ra như nó đâu đây nè, đừng nó mới có một con đầu tiên đây, ngậm đây mà kiếm cái đầu không chạy hả em, chạy khỏi tới anh hả em lội nè. Mới có một con đầu tiên mà. À, để nên kiếm nữa rồi cô chú anh chị. Này đất sới đã quá chừng à. Mà này là lên nước mấy bữa. Nên hỏi lên nước mấy bữa cho nên nó cũng muốn no nước. À, để nên kiếm chừng nào có nữa nên chia sẻ tiếp ha. Thấy nên thấy nó ngồi bờ không à. Nãy có mấy con nãy nên gặp. Nên lội lại kéo đầu cái nó nhảy vô khác. Nó nhảy xuống dưới mương. Mới phát hiện một cặp đầu tiên của chú anh chị. Quá im luôn. Đây. Đó, một cặp ha. Cặp đầu tiên. Ồ, con ếch cái. Hết sức con ếch cái của chú anh chị ơi. Ồ, ếch già. Đó. Ếch cái hết sức bự. Vô. Một cặp đầu tiên. Mùa này mùa là mùa nghịch cho nên cũng không biết là kết quả sẽ như thế nào. Đó, nên bắt được một cặp đầu tiên hả cô chú anh chị. Nên nghe kêu cánh này nè. Nói chung là kêu đủ hướng cho cô chú anh chị nên giờ cũng không biết nữa.
giờ gọi gọi nào nên thấy thì lội lại gì đó, chứ nó kêu thì nó kêu cũng không có, nên thấy nó kêu cũng không có ấy, không có gộ hung à, tại mùa này nó nhát không biết. Chứ giờ này thì 12 giờ mấy rồi cũng chúng chị, gần 1 giờ rồi, nhưng mà kêu thì nó không thấy không mấy gì sung, hay là tại vì lên nước mấy bữa rồi, nước cũng muốn cũ rồi nên cũng không không biết nữa. Tại nào giờ nên không có bắt mùa này, mùa này là mùa nghịch, bởi vì cũng không biết được hên xui đi. Rồi nên nghe nó kêu mà nên gọi hoài không thấy. Rồi để chừng nào có nên chia sẻ tiếp ha. Nãy là mới thấy phát hiện đèn con rồi chứ gì. Trời, hết cái chuột xeo từ ở bên kia nên lòi qua tới bên đây. Ơi, cái chút béo đó nên thà đem về bắt, đem về nuôi được á. Từ bên kia nên lội qua tút bên này đuối cái giò luôn, mà con ếch cái chút ẻn á. Rồi nên thả luôn để nên kiếm bé khác đây. Ít thấy cặp lẻ nhiều của chú anh chị, lẻ nó cũng nhát chứ không có dạng. Rồi để tới nên kiếm, nên kiếm con khác cô chú anh chị ơi. Nên mới thấy được con bé nó nè cô chú anh chị. Rồi nên gọi nó nên thấy mà, lại nãy giờ nên kiếm. Không vô cặp, cái đực ít đực, ít đực con bự bự không rồi chú anh chị ha. Ít đực cũng tốt ghê luôn, ít đực con cũng bự bự không à. Nói chung ra nãy giờ nên gọi nên thấy cũng nhiều lắm của chú anh chị, nhưng mà đa số nó nằm sát máy kinh á, rồi cái nhảy xuống máy kinh chưa, nên lội lại nhảy xuống, nên lội lại nhảy xuống. Khi vô cặp á, hai ra giữa ruộng rồi nó mới nằm im thôi. Nhầm con nó ra giữa ruộng luôn, xong cái nên đi lại cái nó bay vô sạc 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 rồi bay vô luôn. Nãy ăn cái cục này nên nghe kêu mấy con mà giờ nên không thấy nữa, nó mất tiêu rồi. Rồi thôi để chừng nào có nữa nên chia sẻ tiếp với chú anh chị, giờ nên gọi chưa thấy à. Nếu có vô cặp với dễ bắt, này mới thấy được con nè, con hay cặp gì không biết nữa, như con của chú anh chị, có một con mà nên tưởng nó cặp không, này chắc nên như con ếch cái rồi, nhìn nó bự hoành kỳ luôn. Nhìn nó bự hoành kỳ chắc nên nghi ếch cái rồi, y gan ếch cái của chú anh chị. Nãy giờ nên nãy giờ me nó bắt nãy giờ mà được có mấy con của chúng chưa. Lội muốn xỉn xuồng luôn, lội phê luôn. Bữa nay nên tính túc cái ngục mà nên cũng không có túc luôn của chúng chị. Thấy nước nước lên nước cũ rồi, nước mới mà cũng có ít xịt à, rồi thấy gì thôi nên cũng không có đặt cái ngục luôn. Nhưng thấy kêu cũng ít, nó kêu tùm lum chứ nó không kêu, nó không có cục. Thấy vô cục á thì túc êm, còn này kêu tùm lum chứ, bởi vì thôi giờ nên không có túc cái ngục mà nên bắt đai luôn. Bắt nãy giờ được có mấy con rồi, thôi đây chừng nào có nữa nên chia sẻ tiếp ha. Ở đây cái đồng này nè, mương gọc đồ nhiều dữ lắm luôn. Mỗi lần mà nên muốn mà đi qua bờ bên kia là muốn đi qua bờ bên đó là phải lội biết bao xa luôn mới có cây cầu, mới có cái cây gác ngang đi qua. Khó trai thiệt. Nên mới phát hiện được cặp nè, giờ này 2 giờ rồi nên mới thấy được cặp nữa. Đây cùng ếch cái nó bự dữ lắm cô chú anh chị ơi.
nè. Đó, con ếch cái này là ếch đực ở trên, ếch cái nằm dưới à, ếch cái cầm là vòm tay đó, thấy chưa, ếch cái chụp bá luôn này, bắt cái chừng hai cặp là cầm hết được luôn. Họ 2 giờ rồi nên mới thấy được con cặp nữa, quá mừng luôn. Nãy giờ lội muốn xỉu luôn, mới thấy được cặp nãy nè, nghe cánh bên này nó kêu cũng im lắm nè. Để mình gọi gọi coi còn thấy cặp nào nữa không. Hồi nãy thì lúc đầu hôm thì lúc 12 giờ thì có người bắt nữa. Rồi giờ này thì còn mình nên nè. Cái ông kia đi bắt ếch xong mà ổng đâu mất tiêu rồi. Giờ còn mình nên thấy mình nên nè. Kêu thưa kêu không gộ chú anh chị. Kêu gộ bắt đã, kêu gộ mau có cặp. Còn kêu chút ngưng cái không thấy cặp của chú anh chị. Lâu lâu rồi nên thấy được cặp vậy. Rồi để nên kiếm nữa coi. Rồi chừng nào có nữa thì nên chia sẻ tiếp ha. Giờ này thì nên chưa gặp rồi nên mới phát hiện được con nữa của chú anh chị. Này con hay cặp đây. Này chắc con à, một con lẻ của chú anh chị. Này chắc nên nghiêng ếch cái quá. Cái đực. Ô ếch đực của chú anh chị, ếch đực bành kỳ luôn. Nè ếch đực nó có cái hầu đen ở dưới nè. Ếch đực chà bá luôn. Đây nữa hay gì nè, nên biết phải không? Sao thấy giống hệt rồi. Rồi không phải rồi. Mình tưởng đâu nó nữa chứ. Tưởng nó vô một cặp nữa là sướng luôn. Nói nước gì sắp gì dễ bắt cô chú gì. Nhưng mà không có để bắt. Nãy cánh nó trồng đó nó kêu. Kêu quá chừng luôn. Kêu nhóc hết trơn luôn. Mà nên lội vô đàn là ít lẻ mà không có cặp nào hết trơn. Nên lội lại cái là nó phóng sợ, nó phóng xuống kinh lại chưa. Nên thua luôn. Nên thấy con nè, nãy giờ nó kêu ớt đây nè. Đó. Ếch ha, nhỏ con ếch đực. Ếch đực đây cũng bự bự không mà cô chú anh chị. Nhầm con bự bành kia luôn á. Nãy ngày chăng cái chỗ hai cái đám này nè. Hai đám này nãy nó kêu nhiều lắm nè. Nó kêu nhiều mà tàn là nên lại cái nó nhảy xuống kinh không à. Nó nhảy xuống dưới cái kinh đó đó. Cũng lại nhảy nhảy kinh mà nó không có bắt cặp của chúng chia. Kinh này là ếch nè, ếch con bành không đó, cóc kìa, cóc mình thấy gọi thấy cóc nhóc luôn nè. Này là bắt cóc đem về nấu cháo là cũng thừ luôn. Ở đâu đây nè, nãy nên thấy mấy con đó, con nữa kìa. Nhảy xuống mương luôn. Hai đám này nó kêu dữ lắm, kêu mà tàn là ít lẻ mà nó ngồi cặp bờ mương kêu mà. Nên bỏ biết bao lâu để cho nó có vô cặp không à, mà nên đảo lại cũng không có vô cặp, tàn là lẻ không, nên mới phát hiện nữa nè. Một em này chắc nên nhìn ếch cái quá, mình thấy ếch này bự nè, đó chắc nên nhảy ếch cái quá cô chú anh chị. Con này bự cho bá luôn, y gan ếch cái. Ở ếch cái đây bành không à, vô vỏ em, vô vỏ anh,
nên vừa xây qua cái nên thấy nó hụp xuống, nhắm hai con mắt lên bành kia nên tưởng nó vô cặp rồi chứ ai ngờ không phải, ít lẻ. Nãy không thấy có đèn, giờ thấy có hai đèn. Ta ra ta bắt. Mà mùa này bắt cũng hơi chua chú chị. Giống cái gì ta? Phải không ta? Hợp xuống cái làm niềm tin cái cây. Rồi gọi mà thấy hợp xuống là lụm đó cô chú chị. Còn mà không thấy hợp xuống là xong rồi đó. Thì là không phải đó. Thấy hợp xuống là lụm đó. Rồi để khi nào có nữa nên chia sẻ tiếp ha. Nãy giờ nên tàn mất hết lẻ không? Mấy con lẻ không có thấy cặp. Lâu lâu mình hên được cặp gì đó. Mình mới thấy được cặp nào của chú. Giờ này 3 giờ rồi mới thấy được thêm cặp nữa. Trời ơi. Kinh ghê nên biết cặp mà. Con ếch cái bành kỳ. Đang 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 đang. Đó. Một cặp nhìn hấp dẫn luôn chú chị. Ếch như gì bắt mới sướng anh Nguyên ơi, anh Nguyên. Anh Nguyên không xuống anh Nguyên ơi. Nào, ếch cái chà bả luôn. 1 tiếng đồng hồ nên lội 1 tiếng đồng hồ thấy được cặp. Có tài. À, nãy giờ cũng im im nữa chứ anh chị. Bắt một mót nãy giờ cũng đỡ đỡ rồi đó. Nên gọi rồi còn cặp nào nữa không? Còn cặp nào lạc lòi nữa không? À ha, kế bên luôn cô chú anh chị ơi kìa, bốn con mắt. Bốn con mắt sáng trưng rồi lặn xuống. Kế bên, kế bên. Bốn con mắt kế bên. Đã. Em ơi, em đâu rồi? Mà sao không thấy em đây. Một cặp nữa nha cô chú anh chị, ếch cái cũng bành kỳ. À, trời ơi, con ếch cái nó bự, ếch cái khổng lồ luôn rồi cô chú anh chị, nên cầm không giáp luôn rồi. Con ếch cái khổng lồ nên cầm không giáp luôn. Qua sườn. Sướng quá. Đã. Ếch cái khổng lồ giờ này 3 giờ cái thấy được hai cặp liên tiếp luôn. Quá sướng. Để nên gọi rồi. Còn cặp nào nữa không? Nên bắt luôn rồi. Hình như phải không ta? Hình như không phải cô chú anh chị. Để nên gọi kiếm. Cái này nước hơi sâu. Mà đỡ cái nó trong á cũng đỡ của chú anh chị nên gọi rồi nãy nên bắt cặp ếch bên đó nên gọi qua đây nên thấy được bốn con mắt chào ẩu luôn kế bên rồi để chừng nào có nữa nên sẽ chia sẻ tiếp hết của chú anh chị nên mới phát hiện cặp đó của chú anh chị giờ này 3 giờ cái nó vô cặp rồi ồ ếch cái con nào nói mẹ không con này khủng lồ nữa rồi của chú anh chị ơi. Con ếch cái khổng lồ luôn nè đó chú anh chị thấy không ếch cái khổng lồ ờ cầm em này nó sướng tay luôn nè con này chắc cỡ 400-500 gram cỡ ồ ếch cái khổng lồ của chú anh chị ơi quá sướng. Để nên bỏ vô cái đi, nên hãy gọi. Nên nghe nó kêu cánh chồng nữa kìa. Ếch cái khổng lồ. Giờ này 3 giờ có đầu nó vô cặp rồi đó cô chú anh chị. Nãy nên nghe nó kêu cánh chồng này nè. Hết thấy rồi. Thấy đường cặp một à nãy có miếng kia có miếng đất đẳng thì nên miếng một mình đất hai được hai cặp luôn
miếng này nên thấy con cặp màu à. Nhiều khi thấy mình pha đèn cái hộp xuống mình không thấy. Đây 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 đây, đây thấy nữa gì nè cô chú chị ơi. Rồi hộp xuống rồi. Em nó hộp xuống rồi. Em nó hộp xuống rồi, không biết cặp hay là lẻ đây. Tại nên thấy nó che cái cọng rơm nên thấy con mắt nó không được bự gì mấy. Không biết mắc dấu không nữa đây. Ui, dễ bị mắc dấu á. Tại nên lọ gọi hơi tầm hơi xa của chú anh chị. Cái dễ bị mất dấu, nhiều khi cái nên thấy cái nên phải kiếm. Nên biết cái nên kiếm từ từ. Nhầm cặp cái nhầm con nên kiếm biết bao lâu luôn á. Mới nãy nên thấy đậu đây nè. Đậu mất tiêu. Nước trong nhiều khi cái nó ở chỗ đó, nhiều khi cái nó hợp xuống cái nó trường lại chỗ khác cái của chú anh chị. Cho nên cái cũng không thấy. Đây 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 đây. Ồ này cũng lẻ cô chú anh chị ơi. Lẻ lẻ à. Này giống hệt là lú gì giấu đầu lòi đuôi nè. Giấu cái đầu lòi cái giò. Ít được con mẹ bà bành bành không à. Vô. Rồi. Nó còn kêu ở mấy kinh này nè cô chú anh chị. Này giấu đầu lòi cái giò. À. Rồi để khi nào có nữa nên sẽ chia sẻ tiếp ha. Đây nên mới thấy một con nè. Giờ này cũng 4 giờ rồi cô chú anh chị. Ít lẻ. Giờ này cũng 4 giờ rồi. Mà nên thấy làm như là nó hết kêu luôn. Kêu còn kêu lê gai lê thưa ít sạch à. Ngộ gì nên cũng không biết luôn. Này phải mà đồng này mà phải nên được hay sớm á con chứ. Hay mà cái lúc mà bữa lên nước đầu tiên á. Bắt đã thiệt đã luôn. Cái này nên hay trễ. Nó lên nước mấy bữa. Lên nước mấy bữa. Con mày còn cối không. Nó mấy ít cái bành cạnh không. Cái gì nên hay trễ quá. Cái giờ bắt làm như nó yếu. Nó bị no nước á cô chú anh chị. Phải được hay được lên bữa nước bữa đầu tiên á. Là im nhái không nghe kêu nhiều. Này chắc như đi về sớm quá. Mới 4 giờ mà nên hết nghe ếch kêu luôn rồi. Bó tay luôn. Rồi thôi để chừng nào có nữa thì nên sẽ chia sẻ tiếp đến cô chú anh chị ha. Để nên vòng vòng chút xíu nữa rồi coi còn em nào không. Giờ này cũng 4 giờ rưỡi rồi cô chú anh chị. Nên hết nghe ếch kêu luôn rồi. Nên đi vòng nãy giờ nguyên vòng lớn luôn mà không thấy một con nữa. 4 gữ là nghỉ lên luôn rồi. Nên được nhiêu nè cô chú anh chị. Bác mùa này là bắt được nhiêu đây là y cũng im lắm rồi. Tại mùa này mùa nghịch không phải mùa thuận của nó cô chú anh chị. Cho nên được nhiêu đây là quá im rồi. Có mấy con ếch cà bá không? Cũng 3 ký ngoài 4 ký cô chú anh chị. Nó ếch bành bành không à. Nửa giỏ. Nên được nửa giỏ. Này chắc cũng 3 ký ngoài à. 4 ký chắc nên nghĩ không tới. 3 ký ngoài được. Cầm cũng nặng. Có mấy con chập bá. Này nè, động này là phải mà lên nên hay lên nước bữa đầu tiên đó là bắt quá sướng luôn. Ếch bự bự không. Này, bắt bữa nay nữa là hết bắt được rồi. Nước không rồi cũng chín kia. À, còn kêu lấy gai 1-2 con à. Rồi cũng 4 rưỡi thì chắc nên về luôn cô chú anh chị. Rồi thì video đến đây nên cũng xin tạm dừng ha. Nên cũng
hẹn cô chú anh chị lại video sau. Rồi, nên chúc cô chú anh chị xem video vui vẻ. Bye bye.